Sách trời ghi rõ, tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, được thần Phật che chở, cát tinh cao chiếu, đổi vận giàu sang, tiền tài như ý, giàu có bất ngờ, tiền vàng ngập két từ sau 62 tuổi trở đi. Hoan hỷ gửi lời chào thân thương nhất đến quý khán thính giả đang theo dõi chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Quý cô bác tuổi Nhâm Dần kính mến, trong cuộc sống này, ai ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn và thành công. Có nhiều người tuy không được sinh ra trong gia đình giàu có đủ đầy, nhưng nhờ trời ban nhiều phước lành nên đã vượt qua được khó khăn, gian khổ và tạo được nhiều cơ hội đổi đời cho mình. Thành công bao giờ cũng thế, luôn phải đánh đổi bằng sự cố gắng, nỗ lực không ngừng. Nếu như biết giữ vững tâm thế kiên cường trước mọi sóng gió, thì tương lai ắt gặt hái được thành công và giàu có. Mới đây khi luận giải về tử vi 12 con giáp, các bậc thầy tử vi bất ngờ tiết lộ rằng người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, đã phải đối mặt với không ít khó khăn sóng gió, thậm chí là mất mát, thất thoát rất nhiều. Thế nhưng, những người này luôn tin rằng chỉ cần vững tâm, vững chí, không đầu hàng nghịch cảnh, thì mọi thứ đều vượt qua. Đặc biệt, sau tuổi 62 quý cô bác đón nhận 3 cơ hội vàng hiếm có, nếu quý cô bác biết nắm được thiên cơ này, chắc chắn tài vận và sự nghiệp có sự thay đổi bất ngờ, tiền bạc cứ thế ào ào đổ về như thác lũ, khiến cho quý cô bác vô cùng hạnh phúc và sung sướng. Vậy sau tuổi 62 những vận may mà bản mệnh được đón nhận là gì? Làm thế nào để tránh hung gặp cát, đón lành tránh dữ? Xin mời quý cô bác hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Người tuổi Hổ tính tình độc lập, điểm mạnh chung của họ là người khoan dung, trung thành dũng cảm, đáng tin cậy, thông minh, có đạo đức và điểm yếu là kiêu ngạo, nóng nảy vội vã ít chung thủy. Những người tuổi Hổ dù là nam hay nữ cũng có mặc cảm và tự tôn rất mạnh, lúc nào họ cũng muốn người khác phải phục tùng mình. Họ là người thích tranh biện với người khác trong mọi tình huống, không bao giờ chịu thua bất cứ một ai, muốn họ phải tin phục người khác là điều vô cùng khó khăn. Người tuổi Hổ làm việc rất nóng nảy, không có nhẫn nại, đôi khi còn rất lỗ mãn, đây là nguyên nhân đầu tiên đưa họ đến những thất bại trong cuộc đời. Đặc biệt là đối với người nam, họ khá khôn ngoan và hiếu thắng, dễ dẫn tới sự tranh chấp sự thất bại. Tuy nhiên, đã thất bại rồi nhưng họ vẫn không chịu thừa nhận, ngoan cường không chịu khuất phục. Ngược lại với nam tuổi Nhâm Dần, người nữ tuổi Nhâm Dần rất tinh nhanh, bất kể trên phương diện gì, họ cũng đều tính toán một cách cụ thể và họ cũng chính là trợ thủ đắc lực của người chồng. Người tuổi Nhâm Dần tính tình khá nóng nảy, hay ghét quanh co, chỉ cần đối phương có lỗi lầm gì là phản đối ngay lập tức, dù người đó có là ai đi chăng nữa, họ là người thích binh vực chính nghĩa. Như đã nói thì người tuổi Nhâm Dần mạnh mẽ, độc lập, tự tin và dũng cảm trong mọi trường hợp và trên mọi phương diện, họ thẳng thắn thành thực, vì thế dễ chiếm được lòng tin của người khác. Họ thù ghét sự bất công, họ dám liều mạng bảo vệ suy nghĩ của bản thân mình. Bẩm sinh người tuổi Nhâm Dần rất hiếu động và thích sự thay đổi, nên họ thường sống phiêu lãng. Trong độ tuổi trung niên, số phận của họ có thể không yên ổn, cũng không có được một chức vị trọng yếu nào, nhưng sau khi vượt khó khăn, họ sẽ được hưởng hậu vận tươi sáng. Đối với công việc và cuộc sống, người tuổi Nhâm Dần có tính cách cố chấp, việc gì làm chưa xong thì không chịu bỏ cuộc, ưa thích làm những việc lớn. Người cầm tinh con Hổ bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị cao sang và quyền quý, họ sẽ không làm những công việc tầm thường, không đem lại cho mình tiếng tăm. Những người tuổi Nhâm Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi, với con mắt nhìn xa trông rộng, họ có thể nhìn nhận phân tích vấn đề đúng đắn nên ít mắc phải sai lầm. Tuổi Nhâm Dần trọng danh dự và chữ tín, nhiệt tình, có hoài bão lớn, thật sự cầu thị và có trách nhiệm với công việc và mọi người, sẵn sàng ra tay bảo vệ những người yếu đuối, khổ cực. Cũng giống như con Hổ, họ có ý thức độc lập, mạnh mẽ, không muốn phụ thuộc người khác, có đức tính lạc quan, dám nghĩ, dám làm, ham thích sự đổi mới và du lịch khám phá. Đối với vấn đề tình cảm, tuổi Hổ được mọi người kính nể, họ có thể giúp gia đình tránh được nhiều nạn lớn bằng tính cách mạnh mẽ, sôi nổi, thái độ lạc quan. Người tuổi Nhâm Dần khiến mọi người chẳng thể nào lạnh nhạt cô đơn. Trong đám đông họ trở thành tâm điểm chú ý. Người tuổi Hổ rất khó tin tưởng người khác, nhưng một khi đã tin thì lại là một người thành thật, một lòng, một dạ, giàu tình cảm và khẳng khái có khiếu hài hước. Tuổi Nhâm Dần có vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm, họ lại là những người sống giàu tình cảm, không bao giờ lừa dối lợi dụng ai, họ có khuynh hướng đề cao bản thân, nên tự quyết định hôn nhân của mình, họ ít khi chịu lắng nghe ý kiến người khác, cuộc sống hôn nhân chỉ hạnh phúc khi hai người biết cách nhẫn nhịn và có tinh thần xây dựng. Bên cạnh những đức tính tốt đẹp, thì người tuổi Nhâm Dần cũng có một số nhược điểm, họ rất hào phóng, nhưng đôi khi chi tiêu một cách hoang phí, dẫn tới túng thiếu, phải cần đến sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, họ phải mất cả đời để học cách kiềm chế bản thân.
Họ dễ xúc động, cũng dễ nổi giận vì nguyên nhân nào đó, thậm chí giận quá mất khôn, gây ra hậu quả nặng nề. Nam mạng tuổi Nhâm Dần. Về tiền vận, những người nam giới tuổi Nhâm Dần phải trải qua nhiều khổ cực và phiền muộn, sang đến trung vận và hậu vận mới gặp được nhiều may mắn và được hưởng an nhàn. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 71 tuổi đến 82 tuổi, những người ăn ở lương thiện làm nhiều điều tốt, tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Nữ mạng tuổi Nhâm Dần. Xem tử vi thấy rằng ở tiền vận, nữ mạng Nhâm Dần phải trải qua nhiều vất vả trong cuộc sống, sang trung vận thì tình duyên có nhiều thay đổi, đến hậu vận mới được bù đắp, sống trong an nhàn hạnh phúc, tiền tài phát triển mạnh mẽ từ trung vận, tạo tiền đề cho cuộc sống ở hậu vận được đủ đầy. Những người này có số hưởng thọ từ 72 tuổi đến 80 tuổi, những người ăn ở lương thiện, làm nhiều việc tốt thì tự khắc sẽ được gia tăng tuổi thọ. Sau đây là các phương diện chính của cuộc sống. Về mặt công danh sự nghiệp, con giáp này làm việc tích cực nhiệt tình, có trách nhiệm, họ rất ham học hỏi, cũng rất tự tin vào khả năng của bản thân, dũng cảm đón nhận những ý tưởng mới, quyết đoán và dứt khoát. Họ thích đón nhận những thách thức của cuộc đời, không e sợ trước cường quyền, đã xác định mục tiêu thì sẵn sàng chịu khó, chịu khổ để đạt được thành công. Tài lộc và công việc, sự nghiệp của một người có mối quan hệ mật thiết với nhau, có cơ hội thăng tiến hay không phải làm sao mới được cấp trên cất nhắc. Nắm bắt được cơ hội thăng chức tăng lương như thế nào, liệu có bị tiểu nhân lợi dụng ngáng đường, đây là những vấn đề không của riêng ai. Không chỉ những người theo nghiệp quan chức, mà những người theo con đường khác như nhân viên hành chính, công nhân, người làm ăn kinh doanh đều rất quan tâm. Những người sinh năm Hổ hợp với công việc có tính cạnh tranh, trong môi trường biến đổi nhanh chóng và náo nhiệt, họ lại càng có khả năng thể hiện phản ứng linh hoạt và khả năng phán đoán hơn người của mình. Vận tài lộc không thuận sẽ ảnh hưởng đến tài chính, bởi phần lớn mọi người đều trông cậy vào công việc, sự nghiệp để tăng thu nhập. Muốn có cuộc sống sung túc giàu sang thì trước tiên phải tập trung làm việc, phát triển sự nghiệp. Người tuổi Nhâm Dần có dã tâm và tham vọng rất lớn, luôn chú tâm gây dựng sự nghiệp. Họ đặc biệt không chấp nhận mọi chuyện tiến triển quá muộn, cũng không hài lòng với những nghề quá ổn định, không có nhiều thay đổi. Những thách thức vừa phải sẽ khiến họ có thể có động lực đi đến thành công. Nam mạng tuổi Hợp làm ăn. Muốn công việc được xuôi chèo mát mái, thu về nhiều thành quả thì nam mạng Nhâm Dần nên lựa chọn các tuổi Giáp Thìn, Canh Tuất và Mậu Thân để hợp tác làm ăn, hãy cùng thực hiện những dự định lớn, mọi việc sẽ được như ý, đại cát, đại lợi. Tuổi Đại Kỵ. Những tuổi Đại Kỵ với nam mạng Nhâm Dần gồm có Ất Tỵ, Bính Ngọ, Nhâm Tý, Mậu Ngọ, Canh Tý và Giáp Ngọ, những tuổi này không đem lại may mắn, thuận lợi hay hạnh phúc cho bạn. Nếu kết hôn hay hợp tác trong công việc thì bạn chỉ gặp thua lỗ thất bại, tình duyên giang dở khó được lâu dài. Nếu chót lỡ thương yêu nhau rồi mới biết là khác tuổi mà vẫn muốn đi đến hôn nhân, thì hai người không nên tổ chức cưới hỏi linh đình, mà chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống đến trọn đời. Nếu người thân trong gia đình phạm tuổi Đại Kỵ thì nên thành tâm lập lễ cúng sao dài hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ giảm bớt xung kỵ, tránh được tai ương. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, thời điểm hoàng đạo để nam mạng Nhâm Dần xuất hành là giờ Chẵn, ngày Chẵn và tháng Chẵn. Xuất hành vào thời điểm này sẽ giúp cho công việc của bạn được suôn sẻ, gặp nhiều may mắn thuận lợi, thu được nhiều thành quả như ý. Nữ mạng tuổi Hợp làm ăn. Để mọi chuyện được suôn sẻ thuận lợi, thu về nhiều lợi nhuận thì nữ mạng Nhâm Dần nên kết hợp làm ăn với các tuổi Giáp Thìn, Mậu Thân và Canh Tuất, có như vậy thì mọi việc dễ dàng thành công, ít trở ngại, tiền vào như nước, mưu sự át thành, đại cát, đại lợi. Tuổi Đại Kỵ. Những tuổi Đại Kỵ Nhâm Dần nữ mạng gồm có Ất Tỵ, Bính Ngọ, Nhâm Tý, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ, Canh Tý và Giáp Ngọ. Gặp tuổi Đại Kỵ thì mọi việc nên thận trọng và đơn giản hết sức. Nếu hai bên chót lỡ yêu thương nhau rồi mới biết là phạm tuổi Đại Kỵ mà vẫn muốn tiến tới hôn nhân, thì tránh việc tổ chức cưới hỏi rầm rộ, chỉ nên làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Còn nếu người thân trong gia đình phạm tuổi Đại Kỵ thì nên thành tâm lập lễ cúng sao dài hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ giảm bớt xung kỵ, tránh được tai ương. Thêm vào đó, những tuổi Đại Kỵ nên nhường nhịn lẫn nhau, tránh để xung đột cãi vã, kẻo rước họa vào thân. Ngày xuất hành hợp nhất, những người nữ Nhâm Dần thích hợp xuất hành vào giờ Chẵn, ngày Chẵn và tháng Chẵn. Nếu xuất hành vào đúng thời điểm trên, bạn sẽ gặp được nhiều suôn sẻ may mắn, tránh được bất trắc xui xẻo, mọi việc như ý muốn, thu về nhiều tài lộc và thành công. Về mặt tài lộc, kiếm được tiền là phát tài, phát lộc, song biết giữ tiền chi tiêu ít cũng là một dạng phát tài. Nhiều người tài lộc vượng tuy không kiếm được nhiều tiền,
nhưng lại tiêu rất ít. Cũng có người tài lộc vượng mà chẳng tiết kiệm được là bao, đó là vì mệnh họ chữ tài không hậu. Vận tài lộc lưu niên không được tốt, tiền kiếm được nhiều mà tiêu hết cũng nhanh. Người tuổi Nhâm Dần khẳng khái chính trực, quảng giao, quan hệ xã hội tốt. Chính vì vậy mà tài lộc cũng không tồi, cả đời sung túc, không lo cơm áo gạo tiền. Bản tính lạc quan yêu đời, nhân duyên tốt, lại không bao giờ so tính thiệt hơn, nên dù kiếm được tiền, nhưng người này không có suy nghĩ tiết kiệm, số tiền dành dụm được cũng không quá nhiều, một khi tiền bạc dư giả sẽ nghĩ ngay cách để ăn tiêu, nhiều khi hoang tàn vung tay quá chán. Đây là người yêu cầu rất cao về vật chất, thích những đồ xa xỉ, quần áo phải là hàng hiệu đắt tiền, các hàng mỹ phẩm mỗi khi ra sản phẩm mới, đều không thể thiếu mặt người này đến mua sắm. Chính vì thế mà thu không bù nổi chi, khả năng quản lý tài chính gần như bằng không, khi còn trẻ thường hay lãng phí tiền bạc, tới khi kết hôn thì dần dần mới nhận được tầm quan trọng của đồng tiền. Hậu vận kinh tế dần khấm khá, bản thân mệnh cách tuổi Nhâm Dần đã có số vượng tài. Đặc biệt sau 62 tuổi sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ, bạn cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ điều này. Công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng, chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài. Muốn có hoạnh tài bất ngờ, bản mệnh có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt, có như thế mới tránh được thiệt hại về tiền của. Từ nay trở đi nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc nếu chưa sắp xếp được thời gian. Khi dồn công sức cho một việc thành công sẽ lớn hơn là phân tán, dù hứa hẹn một năm nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu. Nhưng tuổi Nhâm Dần nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm làm đầu, hết sức tránh tình trạng lãng phí kẻo tiền mồ hôi, xương máu kiếm được sẽ một đi không trở lại. Có thời điểm tuổi Nhâm Dần sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực về tài chính, cả khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, ảnh hưởng không quá lớn trong gian khó, bản mệnh vẫn tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người, quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Về mặt tình cảm, trong tình yêu người tuổi Nhâm Dần sẽ thể hiện thái độ yêu ghét rõ ràng, họ thích chinh phục đối phương bằng những hành động sôi nổi nhiệt tình. Mối tình của họ luôn lãng mạn và nồng nhiệt, khiến đối phương phải mê đắm. Ngoài ra, họ cũng sẵn lòng tỏ ra khoan dung cho những lỗi lầm của người yêu. Tóm lại, người tuổi Nhâm Dần luôn là được đánh giá là một người tình hoàn hảo đầy thú vị, tình yêu và hôn nhân của người tuổi Nhâm Dần đều diễn ra không mấy thuận lợi, nhiều cuộc tình của họ dù luôn thắm thiết cháy bỏng, nhưng đến cuối cùng vẫn phải kết thúc trong đau thương. Quan niệm dân gian cho rằng, người tuổi Nhâm Dần cao số nên lận đận chuyện tình duyên. Trên thực tế, phần lớn các mối tình tan vỡ với nguyên nhân là do tính cách thất thường và chính kiến quá mạnh mẽ của người tuổi Nhâm Dần. Thêm vào đó, họ thường hay tỏ ra ghen tuông và thích chiếm hữu, nên khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt. Để sớm tìm được hạnh phúc cho đời mình, những người tuổi Nhâm Dần cần phải biết cách khắc chế tâm tình bất định của bản thân, đồng thời họ cũng phải tôn trọng sự riêng tư cá nhân của người yêu thì mối tình mới có thể duy trì lâu bền. Sau khi kết hôn, người tuổi Nhâm Dần sẽ tỏ ra quan tâm chăm sóc tận tình với người bạn đời, thỉnh thoảng họ vẫn tỏ ra gia trưởng, nhất quyết làm theo ý muốn của bản thân. Thế nhưng, bản chất của họ là sự lương thiện nên chỉ cần được xoa dịu thì họ vẫn nhanh chóng nguội dần. Nữ giới tuổi Nhâm Dần luôn mong ước bản thân sẽ trải qua một mối tình lãng mạn, ngọt ngào như trong các cuốn tiểu thuyết tình yêu. Họ thích lưu trữ và luôn tỏ ra trân trọng những giây phút ấm áp bên người yêu. Tính cách nhiệt tình, phóng khoáng của cô nàng tuổi Nhâm Dần khiến tình yêu luôn tràn đầy sự mới mẻ. Tuy nhiên, phụ nữ tuổi Nhâm Dần dễ bị khống chế bởi sự ghen tuông, bản năng muốn chiếm hữu đối phương. Nét tính cách này khiến cho người yêu của họ cảm thấy khó chịu hay thậm chí là sợ hãi. Nếu không sớm khắc phục những nhược điểm này, họ sẽ khó tìm được bến đỗ hạnh phúc của đời mình. Vốn là con người năng động, phụ nữ tuổi Nhâm Dần mong ước có một cuộc sống hôn nhân sôi động. Chính vì thế, họ sẽ tỏ ra chán ghét sự đơn điệu nhạt nhẽo trong gia đình. Phụ nữ tuổi Nhâm Dần không thể chịu đựng được sự cô đơn, nên họ luôn mong chồng mình sẽ hết mực yêu thương, âu yếm họ như những ngày mới yêu nhau. Họ sẽ lòng quán xuyến mọi công việc trong nhà để người chồng có thể tập trung vào sự nghiệp. Đôi khi phụ nữ tuổi Nhâm Dần sẽ tỏ ra chuyên chế khắt khe với mọi người trong gia đình. Để cuộc sống gia đình trở nên thân thiết gần gũi, họ phải tỏ ra khoan dung hơn. Nam giới tuổi Nhâm Dần sở hữu cái tôi lớn nên họ không thích bị chi phối trong tình yêu. Ngược lại, họ muốn chủ động chinh phục để người con gái họ yêu hoàn toàn lệ thuộc vào họ. Họ rất hào phóng trước những yêu cầu của người yêu. Nam giới tuổi Nhâm Dần không phù hợp với những người có tính tự lập cao mà chỉ thích những cô gái ngoan ngoãn, ngây thơ.
Ngay cả sau khi kết hôn, đàn ông tuổi Nhâm Dần vẫn hết mực cưng chiều vợ con, tuy nhiên họ vẫn tỏ ra gia trưởng, luôn đòi hỏi vợ phải nhẫn nhịn trước tính khí nóng nảy của mình. Cuộc hôn nhân của nam giới tuổi Nhâm Dần sẽ nhanh chóng tan vỡ nếu họ không học được cách cảm thông và lắng nghe ý kiến của vợ. Nam mạng. Chuyện nhân duyên của những nam mạng tuổi Nhâm Dần được phân thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào các tháng 5, tháng 6 và tháng 9 âm lịch thì đường tình duyên sẽ thay đổi như thay áo. Họ phải trải qua ít nhất 2 lần tan vỡ trong tình duyên thì mới tìm được người tâm đầu ý hợp để chung sống đến cuối đời. Những người này sinh vào các tháng 1, tháng 2, tháng 7, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch phải đến lần thứ 2 trong chuyện tình duyên mới có được hạnh phúc đích thực. Những người may mắn nhất được hạ sinh vào tháng 1, tháng 4 và tháng 8 âm lịch, đường tình duyên viên mãn không có bất cứ sự thay đổi nào. Nữ mạng. Chuyện nhân duyên của những nữ mạng Nhâm Dần được phân thành 3 trường hợp sau. Những ai sinh vào tháng 1 và tháng 4 âm lịch thì chuyện tình duyên có thể sẽ thay đổi đến 3 lần. Những nữ mạng Nhâm Dần sinh vào các tháng 2, tháng 5, tháng 8, tháng 10 và tháng 12 âm lịch thì may mắn hơn một chút vì chuyện tình duyên chỉ thay đổi 2 lần trong cuộc đời. Theo tử vi tuổi Nhâm Dần, những người may mắn nhất là những người được hạ sinh vào các tháng 3, tháng 6, tháng 7 và tháng 11 âm lịch. Đường tình duyên của những người này vô cùng viên mãn, hạnh phúc, không có sự thay đổi nào về chuyện hôn nhân. Về mặt sức khỏe, người tuổi Nhâm Dần sức khỏe rất tốt, tuy nhiên lại thường mắc các vấn đề về gan. Gan đóng vai trò chủ đạo trong việc điều tiết âm dương nóng lạnh, điều tiết máu, người mệnh này cũng hay bị ứ huyết, gan tàng hồn, ảnh hưởng đến tinh thần hay bị đau đầu, chóng mặt hoặc mắc các bệnh về thần kinh. Người tuổi Nhâm Dần lại hay ghen ghét đố kỵ mà nổi nóng, vì thế cần chú ý giữ tinh thần thoải mái, tự mình kiểm soát cảm xúc của bản thân để giữ gìn sức khỏe. Vận trình lưu niên người tuổi Nhâm Dần qua các năm. 1. Tuổi Nhâm Dần gặp năm Tý. Xem vận trình lưu niên của tuổi Nhâm Dần thấy rằng năm Tý không phải là khoảng thời gian thuận lợi đối với người tuổi Nhâm Dần. Nhiều chuyện bất ngờ xảy ra đòi hỏi bản mệnh phải tập trung cho công việc, tránh để lộ sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng. Tài lộc cũng không vượng, thậm chí có thể gặp phải họa phá tài bất cứ lúc nào, vì thế cần hạn chế tranh chấp, cạnh tranh cần phải nắm chắc lợi thế của mình. 2. Tuổi Nhâm Dần gặp năm Sửu. Năm này bản mệnh có cơ hội được đón nhiều tin vui, cần nắm chắc cơ hội chớ nhường vào tay kẻ khác, đầu năm có thể xảy ra sự cố. Song nếu khắc phục được thì vận trình từ đó hanh thông, trong năm bản mệnh có thể mắc chứng đau đầu nhưng không đáng ngại, có thể tự lành bệnh. 3. Tuổi Nhâm Dần gặp năm Dần. Xem phần trình lưu niên của tuổi Nhâm Dần, trong năm bản mệnh bạn sẽ gặp phải nhiều trở ngại như kinh doanh khó khăn, công danh khó cầu, chìm nổi bất định. Thời điểm này, bản mệnh cần phải tự tìm cho mình động lực để vươn lên, gặp rắc rối chớ nản chí, kẻo cuối cùng công sức từ trước đến nay đổ sông, đổ bể. 4. Tuổi Nhâm Dần gặp năm Mão. Năm này có cát tinh chiếu mệnh nên tai họa sẽ giảm bớt, bản mệnh cần biết thế nào là đủ để dừng lại đúng nước. Chớ nên tham lam kẻo cuối cùng tự rước lấy rắc rối, khi gặp chuyện không như ý, bạn cũng chớ nên bi, quan tinh thần tích cực sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. 5. Tuổi Nhâm Dần gặp năm Thìn. Căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, năm này hung vận lấn át cát vận, vận trình lên xuống thất thường, tài vận không hanh thông, làm việc gì cũng khó. Trong năm bản mệnh nên chuyên tâm với công việc của mình, chớ vội đưa ra những quyết định lớn, hành sự thận trọng, tránh gây thù chuốc oán với người khác. 6. Tuổi Nhâm Dần gặp năm Tỵ. Vận trình của người tuổi Nhâm Dần thiên về ổn định trong năm này. Tuy bạn là người có tài năng, có năng lực, nhưng chưa chắc đã gặp được cơ hội để thực hiện năng lực của mình. Trong quá trình làm ăn cần tìm hiểu kỹ đối tác để tránh vướng phải rắc rối về sau. 7. Tuổi Nhâm Dần gặp năm Ngọ. Năm này vận trình hanh thông, con giáp này có cơ hội bước sang trang mới của cuộc đời. Khi sự nghiệp thăng tiến, tiền vào như nước, trong thời điểm thuận lợi, bản mệnh nên chủ động và quyết đoán hơn trong việc đầu tư để thu về lợi lộc, song phương diện kết giao cần chú ý, nếu không dễ tin lầm kẻ xấu bị lợi dụng tiền bạc. 8. Tuổi Nhâm Dần gặp năm Mùi. Năm này tài lộc có thể thất thoát nhưng không đáng ngại, bệnh tật tuy có nhưng là bệnh vặt, chỉ cần chú ý giữ gìn thì sẽ tự khỏi. Thời điểm này nếu chủ động bôn ba, cả tình duyên và sự nghiệp đều có bước phát triển tích cực, hãy chú trọng phát triển các mối quan hệ xã giao, thêm bạn bớt thù. Như vậy thì sẽ dễ được quý nhân nâng đỡ. 9. Tuổi Nhâm Dần gặp năm Thân. Người tuổi Nhâm Dần cần xác định tinh thần đối diện với nhiều khó khăn trong năm này. Đầu năm do có họa tiểu nhân rình rập,
nên bản mệnh làm gì cũng cần cẩn thận. Giữa năm nhiều sự cố xảy ra, khiến bản mệnh phải bôn ba vất vả. Cuối năm tuy tài lộc có khởi sắc, nhưng bản mệnh cũng phải lao lực cố gắng nhiều. 10. Tuổi Nhâm Dần gặp năm Dậu. Xem vận trình lưu niên của tuổi Nhâm Dần, năm Dậu có các tinh tử vi soi chiếu, bản mệnh hành sự hanh thông, cả sự nghiệp và tài lộc đều có bước phát triển đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, con giáp này chớ nên lơ là hoặc kiêu ngạo, kẻo kẻ xấu có thể nhân cơ hội hãm hại bất cứ lúc nào, khiến thành tích bấy lâu nay thành công cốc. 11. Tuổi Nhâm Dần gặp năm Tuất. Người tuổi Nhâm Dần sẽ gặp được nhiều như ý muốn nhất trong năm Tuất. Nếu tích cực ra ngoài không ngại vất vả thì ắt kiếm được tiền bạc và công danh. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên cố gắng quá sức. Khi ra ngoài cần tránh vướng chuyện thị phi, khiêm tốn học hỏi mọi người xung quanh thì sẽ được hưởng lợi. 12. Tuổi Nhâm Dần gặp năm Hợi. Vận trình năm Hợi không mấy tốt đẹp, bản mệnh cần tỉnh táo để đưa ra những quyết định quan trọng, không nên nóng nảy, hành xử theo cảm xúc nhất thời. Việc cầu tài, cầu phúc cần hết sức thận trọng, không nên chạy theo xu thế thị trường, chú ý phát triển thế mạnh của mình. Vận mệnh tuổi Nhâm Dần với tháng sinh âm lịch. Sinh tháng riêng, người tuổi Nhâm Dần sinh vào tiết Lập Xuân, thường có vận tốt nhưng phải bôn ba khắp nơi, ít được thảnh thơi. Sinh tháng 2, người sinh vào tháng này thường được hưởng phúc khi về già, cuộc đời thăng trầm. Sinh tháng 3, là người thông minh sôi nổi, ưa hoạt động, số may mắn, tay trắng lập nên nghiệp lớn. Sinh tháng 4, là người hào hoa phong nhã, oai phong lẫm liệt, có ý chí nhưng thiếu quyết đoán, số may mắn, phú quý có vợ hiền, con cháu hiển vinh, tâm hồn luôn được thảnh thơi vui vẻ, đây là người có thể làm được mọi việc, nhưng nhất thiết phải có tầm bao quát. Sinh tháng 5, sự nghiệp kinh doanh thuận lợi, đời sống vật chất dư giả, cuối đời gặp nhiều may mắn, là người cung kính, lễ phép, được mọi người quý trọng. Sinh tháng 6, là người phong thái tôn nghiêm, có tài quản lý, số có gia thế hưng vượng, mọi việc thành công như ý, vợ hiền đẹp đảm đang, con cái vinh hoa. Sinh tháng 7, sinh vào Lập Thu tiết đẹp khí tốt, là người có chí khí lớn đáng tin cậy, dễ lập nên nghiệp lớn, nếu là nữ giới sẽ rất thông minh, quyền thế hiển hách, ung dung tự tại. Sinh tháng 8, bản tính thông minh, ứng biến linh hoạt, trung thành nghĩa hiệp, số phận may mắn, luôn vượt qua được gian khó, sự nghiệp dễ thành. Sinh tháng 9, là người quyền thế hiệp nghĩa, nhưng dễ nản chí trước khó khăn, số có gia đình bình yên, vinh hoa phú quý một đời được hưởng phúc êm đềm. Sinh tháng 10, sinh vào tiết Lập Đông dịu mát, có số thanh cao trường thọ no đủ, một đời thuận lợi, tuy có lúc gặp hiểm nguy, nhưng nếu biết kiên trì vượt khó thì mọi việc đều tốt đẹp. Sinh tháng 11, số ít may mắn, cuộc sống thiếu thốn hay gặp thất bại, không được trợ giúp, khó làm ăn, kinh doanh, nếu làm chủ được mình kiên cường vượt qua gian khó cũng nên nghiệp lớn. Là người bảo thủ nhưng khiêm nhường, có chí nhưng không gặp thời, hay âu lo phiền muộn. Sinh tháng 12, số nghèo khó khắc cha mẹ, anh chị em nên cẩn trọng khi kết giao bạn bè. Thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, sau 62 tuổi làm theo 5 điều Phật dạy để thay đổi cuộc đời. Phật dạy điều hay lắng tai mà nghe, tĩnh tâm mà học, hành thiện giúp đời cũng là giúp bản thân thay đổi cuộc đời số phận. 1. Thức tỉnh giác ngộ. Để thay đổi cuộc đời điều quan trọng nhất là sự thức tỉnh, đời là bể khổ, nhân sinh là đau thương, đâu ai sinh ra đã hoàn hảo hay thành công ngay được. Nhưng không vì thế mà mãi chìm đắm trong thế giới mông lung, không chịu thức tỉnh, phấn đấu những điều tốt đẹp cho bản thân, người xung quanh và cả nhân loại. Phật dạy trong các hạnh phúc luôn đi đôi với mầm mống đau khổ, bởi đó là thứ vô thường tạm bợ mong manh. Vì sinh già bệnh rồi thương yêu mà xa lìa khổ đau, oán ghét mà gặp nhau lại càng thêm khổ, mong cầu không như ý cũng khổ và cuối cùng cũng chết cũng khổ. Con đường khổ hạnh ép thân ta suy yếu, hành giả không đủ sáng suốt minh mẫn để đạt được mục đích giác ngộ giải thoát, hà cớ chi sầu bi ưu phiền khổ não không có ngày cùng. Sao không đánh thức bản năng con người, khơi dậy lòng tốt, tình yêu thương bao la ngập tràn, để người với người sống để yêu thương đùm bọc lấy nhau. 2. Sống thiện. Lời Phật dạy từ bi hỷ xả, lòng thương người là phẩm chất cao quý tốt đẹp mà nhân sinh có được. Trong cuộc sống mỗi chúng ta đều là những con người bất toàn, nhưng nếu biết đặt ra cho đời mục đích hướng thiện, bản thân ta sẽ hoàn thiện từng ngày. Cái thiện và cái ác luôn tồn tại song song trong cuộc sống, ở mỗi con người chúng ta, ranh giới giữa cái tốt và xấu cũng mong manh khôn lường, kèm theo đó là luật nhân quả nghiệp báo. Nhân duyên là do ý trời, mọi việc diễn ra theo cơ duyên, nhưng tất cả được quyết định từ ý chí và tâm hồn của mỗi người.
Hôm nay bạn gieo nhân thiện, ngày mai ắt được quả lành, đời có vay có trả, có được, có mất, có hạnh phúc, có đau thương. Nhưng để làm chi khi nhắm mắt xuôi tay, lìa xa cõi đời rồi thì tất cả chỉ là cát bụi hư vô. Vậy nên Phật dạy, điều hay lắng tai mà nghe, tĩnh tâm mà học, hành thiện giúp đời cứu vớt số phận khổ đau, cả nhân loại cùng nhau sống thiện, hướng tới cuộc sống tốt đẹp, bình an. 3. Thay đổi bản thân, thay đổi thế giới. Muốn thay đổi vạn vật trên thế giới, hãy bắt đầu từ chính bản thân mình, đừng tưởng cá nhân bé nhỏ không ảnh hưởng tới tập thể to lớn. Nhất cử nhất động của mỗi người đều có sự tác động tốt xấu, tiêu cực tích cực tới những người xung quanh, đâu cần phải lắm tiền nhiều của ho ra lửa. Thét ra vàng mới khiến người ta nể phục, đơn giản lắm, chỉ cần làm chủ bản thân, thay đổi và hướng tới những điều tốt đẹp, ắt sẽ được người người kính trọng. 4. Thấu hiểu bản chất của sự cho đi. Phật dạy rằng cho đi chính là nhận lại, khi tâm trong sáng buông xả phiền não ắt vượt qua những cám dỗ của tham, sân, si, của mạn nghi ác kiến. Để cảm nhận được niềm vui quanh mình, hôm nay bạn mở lòng cho đi thứ gì, ngày mai bạn sẽ nhận được những thứ còn quý giá hơn thế, đó chính là tình người. Sự quan tâm gắn bó, cùng nhau vượt qua gian nan thử thách, lòng thương người, sự sẻ chia. Quan tâm và tình yêu thương là những món quà vô giá mà chúng ta có thể cho mọi người xung quanh. Cuộc đời là sự cân bằng giữa cho và nhận, bạn cho đi bao nhiêu, ắt sẽ nhận về bấy nhiêu. 5. Loại bỏ 3 vật cản dẫn đến hạnh phúc. Đức Phật từ bi chỉ ra 3 vật cản dẫn đến hạnh phúc, đó là tham lam, thù hận và ảo tưởng. Lòng tham con người vô đáy là tác nhân gây ra sân hận, thù hằn, căm ghét. Gieo nỗi sầu bi ai cho bản thân và những người xung quanh, lòng tham cũng khiến chúng sinh ảo tưởng tự huyễn, hoặc trong cái thế giới mông lung, vô định khó thoát khỏi cái bóng của chính mình. Nên nhớ, cuộc sống là sự đổi thay, không có gì là vĩnh viễn, tất cả mọi thứ là có thể, giải phóng chính mình là có thể, giác ngộ là có thể. Chừng nào thế nhân chưa vượt qua những rào cản đó, chừng ấy còn chưa tìm được hạnh phúc của chính mình, còn chơi với giữa dòng đời vô định. Vâng, quý cô bác thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội giúp tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, đổi đời giàu có hơn người sau 62 tuổi âm lịch. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.